Kính chào quý khán giả và các đồng chí đang theo dõi chương trình Nhận diện sự thật của kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Những ngày qua, khi diễn ra Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ 13 của Đảng, trên mạng xã hội đã xuất hiện nhiều hơn các bài viết của các thế lực thù địch, phản động và cá nhân chống đối, bất mãn và cơ hội chính trị thường xuyên tạc về thực hiện dân chủ trong Đảng, mà cụ thể là trong công tác chuẩn bị đại hội và trong Đại hội Đảng các cấp. Họ xuyên tạc rằng cách thức tiến hành bầu cử ở Việt Nam là dân chủ hình thức, rằng công tác cán bộ của Đảng ta là không dân chủ, thiếu minh bạch. Việc quy hoạch sắp xếp cán bộ là nhằm thanh trừng bè phái, đấu đá nội bộ. Họ ngụy tạo rằng các đại biểu dự Đại hội 13 của Đảng sẽ chỉ còn việc giơ tay biểu quyết, đồng ý mà không thể có ý kiến gì khác vì mọi chuyện đã an bài. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ dành toàn bộ thời lượng để phân tích về tính dân chủ trong bầu cử của Đại hội Đảng các cấp. Bầu cử là quá trình lựa chọn và đưa ra quyết định của cá nhân có quyền bầu cử theo luật định để chọn ra người đủ năng lực tham gia vào ban lãnh đạo hoặc vị trí lãnh đạo ở các cấp. Ở nước ta, bầu cử là một định chế quan trọng của dân chủ, nền tảng hợp pháp để hình thành các chức danh, cơ quan lãnh đạo của các tổ chức thành viên trong hệ thống chính trị. Việc bầu cử trong Đảng ta cũng được quy định rất cụ thể, rõ ràng trong điều lệ của Đảng cùng các quy định hướng dẫn liên quan và đều được phổ biến quán triệt tới từng đảng viên. Việc bầu cử đã trực tiếp góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội Đảng các cấp. Thế nhưng, vì những mưu đồ đen tối, các thế lực thù địch luôn ra sức phủ nhận, bóp méo sự thật đó, rồi xuyên tạc rằng cách thức tiến hành bầu cử ở Việt Nam là dân chủ hình thức. Họ còn kêu gọi thay đổi cách thức bầu cử bằng cách chia các cơ sở đảng thành các đơn vị bầu cử, mỗi đơn vị chỉ bầu một người và bắt buộc phải có đại biểu tự ứng cử. Đây là những luận điệu đi ngược với quy chế bầu cử của Đảng ta. Có thể nói rằng những cái quan điểm đấy là thể hiện một ý đồ về chính trị, tức là gieo rắc những cái hoài nghi hoặc là cho rằng cái dân chủ giả tạo, dân chủ hình thức đấy là thực hiện những cái ý đồ và những cái câu chuyện cũ, những cái âm mưu thủ đoạn để lan truyền những cái tư tưởng và những cái ý đồ đấy là không thể chấp nhận được. Không chỉ ra sức xuyên tạc nhằm hạ thấp tầm quan trọng trong công tác bầu cử nói chung và công tác lựa chọn đội ngũ cán bộ nói riêng trong các kỳ đại hội của Đảng, mà mới đây, khi Bộ Chính trị ban hành chỉ thị số 45 về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, các phần tử cơ hội chính trị ngay lập tức đưa ra cái gọi là trao đổi, tổng hợp, phỏng vấn. Để suy diễn rằng, chúng ta hô hào đổi mới, nhưng bầu cử thì vẫn theo cách cũ, nên không có nhân sự tốt. Thực chất những suy diễn của chúng là nhằm mục tiêu làm suy giảm lòng tin của nhân dân vào công tác cán bộ của Đảng. Thì tất cả những cái thủ đoạn đó chúng ta không lạ lẫm gì. Nhưng mà chính cái âm mưu của nó nhân dịp trước thềm đại hội để kích động cái tự chuyển biến, tự chuyển hóa trong nội bộ chúng ta, tự chia rẽ trong nội bộ chúng ta, cái đó rất nguy hiểm. Bởi vì đằng sau cái thúc đẩy tự chuyển biến, tự chuyển hóa là việc chống phá công tác xây dựng Đảng, rồi chống Đảng ta nói chung. Cùng với điều lệ Đảng và quy chế bầu cử trong Đảng được áp dụng thống nhất từ chi bộ đến Ban chấp hành Trung ương, bảo đảm cho các kỳ đại hội luôn chọn được những người cán bộ có đủ đức, đủ tài để chung tay chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam tới bến bờ thắng lợi. Chúng ta còn có luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân. Việc mỗi đảng viên, mỗi công dân bầu những người ưu tú đại diện tiếng nói cho mình là kết quả của quá trình lựa chọn trong cả nhiệm kỳ, là việc xem xét toàn diện, phẩm chất chính trị, năng lực, đạo đức của cá nhân đó. Và kết quả xem xét chính là kết quả bầu cử thông qua lá phiếu của sự tin tưởng. Trong cái quá trình tiến hành làm thì tất cả các đảng viên đều khẳng định một điều rằng là dân chủ bầu cử ở trong Đảng đã thực hiện đúng với cái tinh thần là dân chủ công khai, minh bạch, công tâm và vô tư. Chúng ta làm càng đúng đấy, mà thể hiện sự dân chủ thì cái dư địa để chúng tập trung chuyên tạo nó sẽ ít đi. Đấy. Nhưng mà chúng đằng nào thì chúng vẫn cứ xuyên tạc. Cái vấn đề chúng ta là thứ nhất là chúng ta phải làm cho nhân dân hiểu rõ được cái quá trình đại hội này là nó hết sức dân chủ,
hết sức là khoa học và nó đi vào lòng dân. Thứ hai là cái quá trình này cũng là quá trình hết sức minh bạch và thể hiện được ý chí, nguyện vọng của toàn đảng và toàn quân và toàn dân ta. Chế độ bầu cử là nền tảng của dân chủ, có vai trò đặc biệt quan trọng đối với việc kiến tạo chế độ dân chủ. Kết quả bầu cử tập trung cũng có nghĩa là tổ chức đảng, tổ chức chính trị xã hội có tính thống nhất cao, nền tảng dân chủ này đã được duy trì trong suốt hơn 90 năm thành lập của Đảng ta và hơn 74 năm thành lập Quốc hội. Điều đó sẽ không thể bị thay đổi bởi bất cứ luận điệu thiếu thiện chí nào mà những phần tử cơ hội phản động đang cố tình rêu rao. Không chỉ xuyên tạc về dân chủ trong bầu cử, mà công tác giới thiệu, lựa chọn nhân sự cũng bị xuyên tạc về tính dân chủ. Đó là gì? Chúng ta sẽ cùng theo dõi phóng sự sau. Luận điệu công tác cán bộ của Đảng ta là không dân chủ, thiếu minh bạch, luôn được các thế lực thù địch rêu rao lặp đi lặp lại mỗi kỳ đại hội. Họ ngụy tạo rằng đại biểu dự đại hội 13 của Đảng sẽ chỉ còn việc giơ tay biểu quyết đồng ý mà không thể có ý kiến gì khác vì mọi chuyện đã an bài. Cho rằng cái dân chủ trong Đảng là hình thức, đây là những cái giọng điệu mà hết sức nguy hại và nó cũng là không đúng về mặt thực tế những năm vừa qua. Có thể nói là nguyên tắc trong bầu cử của Đảng ta đề ra rất rõ ràng rồi, phải không ạ? Đó là gì? Đó là nguyên tắc là phải bình đẳng, phải khách quan, phải như vậy là trên cơ sở phải qua bán. Có thể nói là cái này là cái mà là rất rõ rồi. Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương và các cơ quan chức năng có rất nhiều những cái chỉ đạo, hướng dẫn để như vậy là về công tác chuẩn bị đại hội. Trong đó thì luôn luôn nhấn mạnh cái việc chuẩn bị mặt nhân sự và công tác bầu cử ở trong Đảng. Khi việc quy hoạch sắp xếp cán bộ được thực hiện kỹ lưỡng, đi kèm với đó là cuộc chiến chống tham nhũng không có vùng cấm, thì ngay lập tức lại xuất hiện luận điệu xuyên tạc rằng công tác nhân sự chỉ là tên gọi, chứ thực ra là nhằm thanh trừng bè phái, đấu đá nội bộ. Nó phải thừa nhận là có kết quả, nhưng mà nó lại lái sang một vấn đề khác. Nó lại cho rằng là gì? Đấy thực chất là giữa phe nọ phe kia chiến đấu với nhau, giữa nhóm lợi ích này chiến đấu với nhóm lợi ích khác thôi. Và cuối cùng thì không phải vì bản chất của Đảng, không phải vì quyền lợi, lợi ích của nhân dân. Nó làm sai cái tinh thần đó. Và như vậy nó rất nguy hiểm ở cái chỗ là gì? Làm cho cán bộ đảng viên và nhân dân hoang mang, không biết tin ai, không biết có phải thật hay giả, làm cho phân tâm, hoang mang và giảm sút cái niềm tin vào cái cuộc chiến đấu tranh chống tham nhũng của Đảng ta. Công tác nhân sự của ta cũng được thực hiện qua quy trình 5 bước một cách chặt chẽ, dân chủ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định, đại hội là dịp để ta sàng lọc cán bộ, chứ không chỉ bàn phương hướng. Ai xứng đáng thì làm, không thì thôi, không sợ thiếu cán bộ, nên không có chuyện chỉ định hay sự đã rồi. Trong quá trình thực hiện phải hết sức thận trọng, bảo đảm đúng nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định của Đảng về công tác cán bộ. Phải thật sự công tâm, khách quan, tuyệt đối không được thiên vị cá nhân. Không để lọt vào quy hoạch những người không đủ tiêu chuẩn, nhất là những người có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, có quan điểm lệch lạc, mất đoàn kết, tham nhũng tiêu cực. Tinh thần là phải làm từng bước, từng việc, chắc chắn, chặt chẽ. Quy hoạch xong Ban Chấp hành Trung ương, rồi mới làm quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Sau đó mới đến các chức danh chủ chốt. Cái việc mà lựa chọn bầu ai và như thế nào thì như vậy là các cái đại biểu và các cái đảng viên từ chi bộ cho đến các cái đảng bộ trực thuộc Trung ương thì đều là thực hiện một cách công tâm và thể hiện cái trách nhiệm của mình bằng lá phiếu. Vậy thì không thể nói là cái việc bầu cử ấy là hình thức, không thể nói là cái chuyện là dân chủ trong Đảng là hình thức được, mà nó đã được chứng minh ở cả trong nguyên tắc lãnh đạo của Đảng
cũng như là trong thực tế nó đã chứng minh cái việc này. Tất cả các đồng chí mà được như vậy là các cái đại biểu, các cái đảng viên lựa chọn bầu vào các cấp ủy, không phải như vậy là dựa vào cái trình độ, năng lực của họ trong một sớm một chiều hoặc chỉ trong một cái giai đoạn một thời gian ngắn, mà cái này là cái tổ chức đảng là phải theo dõi cả một quá trình rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu. Chắc chắn những người mà đã được sàng lọc, được rèn luyện qua thực tế như vậy và đã được quần chúng, được như vậy là cấp dưới tin tưởng bầu vào cấp ủy, thì chắc chắn là người ta sẽ có đủ trình độ, năng lực, đủ tâm, đủ tầm để như vậy là lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt cái nhiệm vụ chính trị trong cái nhiệm kỳ. Đại hội Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng, hội tụ trí tuệ và bản lĩnh của các cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Phát huy được trí tuệ nhân dân qua đóng góp ý kiến dự thảo các văn kiện là cần thiết, song cũng cần sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị và của toàn dân nhằm ngăn chặn những âm mưu, thủ đoạn xấu độc, củng cố lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để cho người dân hiểu về việc mà hiện nay toàn Đảng đang tiến hành. Về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. Về âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Và tôi xin khẳng định lại một lần nữa, dù kẻ thù, các thế lực thù địch có chống phá thế nào, thì công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội trực tiếp trước mắt là việc chuẩn bị cho Đại hội Đảng sẽ chu đáo, và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 sẽ diễn ra một cách tốt đẹp. Tập trung dân chủ là nguyên tắc cốt lõi của Đảng ta, và làm thế nào để phát huy tối đa dân chủ luôn là mục tiêu mà Đảng hướng đến. Điều này đã được minh chứng trên thực tế và được đông đảo đảng viên, nhân dân cả nước ghi nhận. Một vài thủ đoạn, luận điệu xuyên tạc không thể phủ nhận sạch trơn thực tế đó. Điều cần làm lúc này là toàn đảng, toàn dân đoàn kết một lòng, lựa chọn những người có đức có tài, đủ tâm và tầm để xứng đáng với kỳ vọng mong đợi của đảng viên, nhân dân cả nước. Chương trình Nhận diện sự thật xin được dừng lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả và các đồng chí. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.